vô cái nữa rồi á. Anh em mặc nào đó đâu? Ở Hòa Mỹ hả? Ở Hòa Mỹ. Thôi. Chính hãng luôn. Ở đây chú không có chưa nổi đâu. Ôi bà con nào cần máy này là ok đó. Đó, thử luôn anh đẹp ơi. Nó không nhanh tiếp. Ờ còn cái bự hơn nữa. Văng nó văng. Nó văng nó văng. Nó văng nó văng. Vô vô vô. Ờ sao chảy xong rồi sao? Cảm thấy máy này rất là ok tối. Ok hả? Ok. Chảy nhẹ mạnh không? Mạnh lúng lầy gì bước láng hết trơn à. Dạ, bườn quá trơn phải không? Nó thương hiệu số 1 Hoa Kỳ mà. Rất là ok rồi. Nãy anh nào chạy nữa vậy? Hả? Nãy anh nào nông dân nào chạy nữa? Nãy không, mà bên kia. Đâu rồi? Ở chú chạy. À, chạy là ok phải không? Em mua sợ không? Kiểm tỏa đó. Thôi, kiểm tỏa kìa. Hàng thì bao la. Quan trọng anh em ra thôi, hàng lúc nào cũng có. Thôi qua Thành Đạt đặt hàng. À, lúc nào cũng có. Thành Đạt lúc nào cũng cấp đầy đủ mà. Nhậm mà tôi nhậm mà ngon. Chút là chạy ngon.